Trong buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đề xuất nhiều vấn đề để tháo gỡ khó khăn trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, trong đó kiến nghị chính phủ cho cơ chế để triển khai quy hoạch hai bên sông Hồng. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, từ năm 2017, thành phố đã hoàn thành quy hoạch phân lũ sông Hồng và sông Thái Bình, nhưng sau khi có luật quy hoạch thì nhiệm vụ này lại thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị chính phủ phân quyền cho Hà Nội được tiếp tục phê duyệt quy hoạch phân lũ, trên cơ sở đó mới triển khai được quy hoạch hai bên sông Hồng. Nếu triển khai quy hoạch hai bên sông Hồng sẽ khai thác được hàng nghìn hecta đất hai bên sông, tạo nguồn lực để xây dựng đô thị sinh thái, đồng thời không phải di chuyển khoảng 1 triệu dân đang sinh sống tại đây. Về vấn đề này, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã nghiên cứu và sẽ sớm có phương án tháo gỡ cho thành phố. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị sau hội nghị, Thành ủy Hà Nội và Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành thông báo chung. Mỗi vấn đề phải phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ quy trình và rõ hiệu quả. Phấn đấu từ nay đến hết năm 2020 sẽ tạo ra được chuyển biến rõ rệt về quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố.